4 ngày. Ui! Ngọc Dung Cun chính thức open rồi anh em ơi. Tặng cho anh em 3 cốt tân thủ cực kỳ là hấp dẫn nha anh em. Ngoài ra thì có phiên bản PC, Android và iPhone cho anh em. Tất cả phiên bản thì đều có mod kỳ là xịn sò cho anh em nhá. Anh em bấm góc màn hình bên tay trái là nó sẽ hiện ra mod cho anh em nhá. Nhớ lên ngay ngocdungcun.com để tải và chiến cùng mình nhá. Shopcunvip.com chính thức được khai trương, shop đầy đủ các dịch vụ như bán vàng tự động X6.5. Ngoài ra có dịch vụ mua trứng ma bư tự động, mua đồ thần linh tự động, bán bộ ngọc rồng 1 sao tự động và rất nhiều dịch vụ khác. Đặc biệt là có thêm bán linh ngọc rồng Cun có X5 hộp tiết tế hoặc là X7 hộp tiết tế. Anh em có thể ghé ngay shopcunvip.com để trải nghiệm nha. Clip này mình lại chốt minigame 10k thỏi vàng cho anh em nhé. Nếu mà clip của mình không đạt 7k view và cũng như là 250 like thì chúng ta sẽ tặng cho mỗi bạn 200 thỏi vàng nhá. Có hai bạn may mắn. Ok. Xem nào, clip này thì không đủ thì chúng ta sẽ được mỗi bạn được 200 thỏi vàng nhá, cho hai bạn may mắn. Bạn thứ nhất là bạn Tiên Ngọc Rồng Online à. Bạn thứ hai là bạn Onchan. Ok, hai bạn này nhớ nhắn tin qua Zalo cho mình nhá, nhớ quay lại video màn hình nhá. Hello, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Vậy là hôm nay cũng là mùng 1 tháng 9 rồi. Ngày mai là cũng được nghỉ và hôm nay thì mình cũng đã được nghỉ rồi. Thì không biết là anh em được nghỉ bao nhiêu ngày. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái Ngọc Dục Cun tiếp nha. Thì hôm nay mình thấy là AD ra một cái sự kiện khá là hay và mình muốn cùng em để trải nghiệm cái sự kiện này nhá. Ok, thì đây là vừa lấy mình có lên trang chủ mình xem thì AD có thông báo là ra một cái sự kiện gọi là X2 tiềm năng sức mạnh, và kèm theo đó là một cái sự kiện nữa là hộp quà cải trang hiếm anh em ạ. Đó, đây. Sự kiện X2 thì diễn ra từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 3 tháng 9, còn sự kiện hộp quà VIP ý, thì từ mùng 1 tháng 9 đến tận ngày 5 tháng 9 để cho anh em mình chiến nha. Phần quà hiếm chỉ số VIP và có tỷ lệ vĩnh viễn. Wow, cái này thì cũng khá là tuyệt vời anh em ạ. Thì vừa nãy thì mình có cái lúc mà AD vừa ra sự kiện ý, thì mình cũng lắm được cái tin này. Đấy, thế là mình vừa vào mình nạp luôn. Thật không thể ngờ được là khi mà mình nạp ý thì tự nhiên là nó không cho mình vàng mà nó đổi lại cho mình. Ôi, nhiều cái hộp quà may mắn thật sự. Đấy, lúc ấy là hình như mình lạp 20k là được bao nhiêu nhỉ? 20k được 30 hộp. 20k được 30 hộp luôn hay là 20 hộp gì đó. Lúc đấy là bị lỗi anh em ạ. Nhưng mà nó lại không được hỏi vàng. Đấy, một lúc sau vài phút sau là AD nó fix luôn. May quá anh em ơi. Thế là hiện tại mình đang có rất là nhiều hộp quà trong nick nha. Đây, thì khi mà anh em lạp tiền ấy thì anh em nếu mà anh em lạp thì anh em có thể lên ngay shop và là cái Ngọc Dùng Cun để anh em nạp nhá. Đấy, anh em cần đăng nhập cho anh em nạp nhá. Thì anh em đăng nhập trên shop, sau đó thì anh em bấm vào đây này, anh em bấm nạp thẻ cào thì nó sẽ ra như thế này, anh em chỉ việc nạp thôi nhá. Ok, thì sau khi nạp xong thì anh em tiến hành là qua luôn cho mình bên Santa, anh em quy đổi nhá. Đấy, anh em nhớ là cái sự kiện này ý, thì nó chỉ có thẻ 20k và thẻ 50k được thôi. Tức là anh em nạp trên shop, anh em nạp trên web ấy thì là bao nhiêu cũng được. Tức là anh em nạp 100, 200 cũng được. Nhưng mà khi mà anh em đổi quy đổi này ấy, thì anh em chỉ quy đổi hai mệnh giá là 50 với lại 20 thì nó mới được cái hộp quà nhé anh em. 20k thì được 2 hộp, 50k thì chúng ta sẽ được 6 hộp nha. Mình sẽ tiến hành mình đổi luôn nhá. Mình thử quả 20k nào. Đấy, thì mình sẽ được 60 thỏi vàng, kèm theo đó là 2 hộp. Đó. Rất là may mình đã đổi được khá là nhiều. Mình thử mở vài hộp cho anh em xem nhé. Hộp này được ngọc rồng 3 sao này, ngọc rồng 2 sao này, đá bảo vệ này, ghế bay. Uầy, được quả ghế bay anh em ạ. Uầy, sức đánh tận uầy, sức đánh lên cao lắm anh em ơi. Wow, đẹp chưa? Kinh kinh. Đấy, quả này hấp dẫn anh em ạ. Quả ghế bay. Ôi, nhìn đẹp đấy anh em. Đấy, tiếp tục nào. Cái này được ngọc rồng 3 sao này, hồng ngọc này, Goku vô cực. Uầy, được quả Goku vô cực. Xem nào. Ôi, nhìn trông bé vãi nhưng mà nhìn đẹp. Đây là Goku vô cực, nó ấy trong cái này khá đẹp. Xem nào, tiếp tục nào. Anh em nhớ nhá, khi mà mình livestream ấy thì mình có xin được cho anh em một cái code khá là hay. Cái code này khá là xịn để cho tất cả anh em nhé. Thì xíu nữa mình sẽ like trên kênh TikTok của mình, thì link có để dưới phần mô tả hoặc là trong comment. Thì anh em cứ vào đó, anh em bấm vào xem mình thì anh em sẽ nhận được những cái rất là tuyệt vời anh em nhé. Ok, ngọc rồng 3 sao cũng khá là nhiều anh em ạ. Ngọc rồng 3 sao khá là nhiều, cải trang thì cũng khá là nhiều. Đấy, anh em nào mà gọi được ghế bay này, lại tiếp một cái ghế bay nữa. Cái này 13% sức đánh anh em ơi.
Rồi, ok. Mình thử cho cheat nó cao cao nhá. Ok. Xem nào. Đấy, hồng ngọc này bó hoa hồng. Quay được bó hoa hồng luôn anh em ơi. Bó hoa hồng luôn nè. Đẹp đấy chứ. Ok đấy. Nói chung là trong cái sự kiện này mình thấy là khá là tuyệt vời nha anh em. Đấy, ngọc rồng 2 sao này. Nói chung là anh em cứ ở trong này thì anh em đổi được lằng nhằng lại được ui, 3 ngày. Đấy. Bó hoa hồng đỏ này. 2 ngày. Bá bảo vệ này. Đấy. Nói chung là cũng rất là nhiều cái để anh em mình có thể chiến nhá. Sức đánh 10%. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhá. Mình sẽ cố gắng là mở hết chỗ này xem nào. Mình mở thử khoảng 100 hộp cho anh em xem là nó được cái gì đi. Mở hết chỗ này đi, mở cho nó full dương đi nhá. Xong rồi mới out cái buổi clip này. Đấy. Nói chung là nó ra khá nhiều ngọc rồng ấy anh em. Ghế bay với lại cả trang vô cực, vậy là ghế bay thì cũng khá là ổn áp. Đấy. Anh em là muốn vĩnh viễn thì anh em cứ phải khô máu ở trong mình. Rồi. 4 ngày. Ui. Ui, được quả lấy vĩnh viễn này anh em. Vĩnh viễn luôn này. Được bó vào vĩnh viễn này. Ấy à, được đấy. Wow. Quá tuyệt vời luôn anh em. Tiếp tục là mình muốn là có một cái đĩa bay vĩnh viễn. Cái đĩa bay vĩnh viễn thì quá là ngon luôn đấy. Chỉ số là ngon đấy anh em ạ, chỉ số là ngon đấy, không cùi đâu. Xem nào. Vẫn chưa được vĩnh viễn, cả trang vô cực, cả trang này tận 809 mạng. HP sự đánh này, khá là ngon đấy. Tiếp nào. Đó. Úi xời. Anh em nào chơi thì có thể vào ngay ngọc rồng cool.com để chơi cùng mình nhá. Mình cũng lâu lâu mình cũng hay livestream của anh em đấy. Ok. Chắc là mình có duyên với mỗi cái bó hoa thôi. Lốt một hộp nữa. Ok, rồi. Clip này mình xin phép tạm dừng đây. Anh em xem clip thấy hay đừng tiếc thì một like, một lượt đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em. Nhớ vào ngay ngọc rồng cool.com để chơi cùng mình nhé.